Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi tạp chí Kinh tế Phú Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Nghị định số 123 của Chính phủ quy định lập hóa đơn điện tử sau từng lần bán hàng tại các cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu. Các cửa hàng xăng dầu tại Hưng Yên đã triển khai nghị định như thế nào? Lấy hóa đơn điện tử sau mỗi lần bán xăng sẽ mang lại lợi ích, trách nhiệm, hiệu quả như thế nào cho doanh nghiệp và người tiêu dùng? Câu chuyện sẽ có trong mục Chuyện từ Phú Hiến của tạp chí Kinh tế Phú Hiến. Còn bây giờ sẽ là những tin tức tài chính thị trường chúng tôi vừa cập nhật. Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh Hưng Yên, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 trên địa bàn tỉnh tăng 2,87% so với tháng trước. Trong đó, 7 trên 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số tăng, 4 nhóm hàng hóa dịch vụ có chỉ số giảm so với tháng trước. Tính bình quân 11 tháng năm 2023, chỉ số giá tiêu dùng tăng 2,48% so với cùng kỳ năm 2022. Qua 11 tháng của năm 2023, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh Hưng Yên tăng 6,08% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 6,47%. Các sản phẩm công nghiệp có khối lượng sản xuất tăng như sản xuất đồ da và các sản phẩm liên quan, sản phẩm từ plastic, sản xuất kim loại và thiết bị điện. Ngược lại, một số sản phẩm có khối lượng sản xuất giảm so với cùng kỳ năm trước như sản xuất thức ăn gia súc, quần áo các loại, gạch xây dựng. Thực tế sản xuất tại các doanh nghiệp cho thấy thị trường trong nước và xuất khẩu vẫn gặp nhiều khó khăn khi sức mua giảm. Một số điểm nóng xung đột trên thế giới cộng với suy thoái kinh tế toàn cầu tiếp tục ảnh hưởng đến thị trường xuất khẩu của các doanh nghiệp tại Việt Nam. Theo thống kê của Chi cục Thống kê tỉnh Hưng Yên, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 11 năm 2023 ước đạt xấp xỉ 15.000 tỷ đồng, tăng 3,66% so với tháng trước và tăng 51,10% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 11 tháng năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt hơn 95.000 tỷ đồng, tăng 83,15% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 11 ước đạt 2.662 tỷ đồng, tăng 1,17% so với tháng trước và tăng 4,95% so với cùng kỳ năm trước. Con số này cho thấy sức mua đã tăng và thị trường phát triển đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng dịp cuối năm. Kết quả đánh giá bộ chỉ số phục vụ người dân doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công tháng 11 năm 2023 cho thấy tổng hợp các nhóm chỉ số của tỉnh Hưng Yên đạt 72,49 điểm, xếp hạng thứ 18 trên 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tỷ lệ mức độ hài lòng đều đạt cao trên 98%. Huyện Quế Châu có tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến cao nhất tỉnh, đạt trên 58%. Đối với các chỉ tiêu phát sinh hoặc thống kê được Ủy ban Nhân dân các cấp trong tháng 11 năm 2023, cao nhất là Ủy ban Nhân dân huyện Phù Cừ với hơn 83 điểm tổng hợp, thấp nhất là Ủy ban Nhân dân huyện Kim Động với hơn 62 điểm tổng hợp. Với kết quả này, các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố cần chỉ đạo đẩy mạnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ để nâng cao điểm số cũng như tỷ lệ các nhóm chỉ số trong mức thấp, duy trì và phát huy các chỉ số đang ở mức tốt. Ngày 7 tháng 12 là thời điểm điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ của Liên Bộ Tài chính Công Thương. Trong kỳ điều hành này, giá xăng dầu đồng loạt được giảm mạnh. Cụ thể, xăng E5 RON 92 giảm 509 đồng trên 1 lít, xăng RON 95 giảm 668 đồng trên 1 lít, dầu diesel 0.5S giảm 475 đồng trên 1 lít, dầu hỏa giảm 194 đồng trên 1 lít, dầu Marut 180 CST 3.5S giảm 202 đồng trên 1 kg. Cũng trong kỳ điều chỉnh này, nhà điều hành tiếp tục không trích lập quỹ bình ổn đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu. Mới đây, Bộ Tài chính đã có văn bản gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành về việc phối hợp chỉ đạo công tác, quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu, đặc biệt là quy định về lập hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng tại các cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu. Nhiều ngân hàng tiếp tục hạ lãi suất đối với hàng loạt kỳ hạn tiền gửi.
Tính đến thời điểm hiện tại, lãi suất tiền gửi tại quầy kỳ hạn 12 tháng trung bình ở mức hơn 5% một năm, giảm mạnh so với mức 8% một năm hồi đầu năm. Về lý thuyết, khi lãi suất huy động giảm, lượng tiền gửi vào ngân hàng cũng sẽ giảm theo, dòng tiền cũng sẽ chuyển hướng sang các kênh đầu tư sinh lời khác như bất động sản, chứng khoán hay vàng. Tuy nhiên, tiền gửi của dân cư và tổ chức kinh tế lại tiếp tục tăng 11% so với cùng kỳ và tăng 5,9% so với cuối năm 2022. Lý giải về điều này, giới chuyên gia nhận định trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều bất ổn, bất động sản rơi vào tình trạng đóng băng, thị trường chứng khoán khó đạt được lợi nhuận như mong muốn, gửi tiết kiệm vẫn được các nhà đầu tư lựa chọn như một nơi an toàn. Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã liên tiếp ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu các cục thuế tỉnh, thành phố để thực hiện chỉ đạo về hóa đơn điện tử đối với đại lý bán lẻ xăng dầu, đặc biệt là quy định về lập hóa đơn điện tử sau từng lần bán hàng tại các cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu. Theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, đây là một trong các nhiệm vụ bắt buộc quan trọng phải thực hiện. Thưa quý vị, theo Nghị định 123 của Chính phủ thì các cửa hàng kinh doanh và bán lẻ xăng dầu sẽ phải lấy hóa đơn điện tử sau mỗi lần bán và kết nối dữ liệu với các cơ quan thuế. Thời gian thực hiện theo lộ trình là từ tháng 12 này, và các cơ quan doanh nghiệp nào không thực hiện hoặc chậm trễ thực hiện thì sẽ phải xử lý nghiêm. Các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố Hưng Yên đã thực hiện Nghị định 123 của Chính phủ như thế nào? Ghi nhận của nhóm phóng viên tạp chí Kinh tế Phố Hiến. Cửa hàng xăng dầu số 75, công ty xăng dầu Hưng Yên tại đường Tô Hiệu, phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên đã triển khai xuất hóa đơn điện tử sau mỗi lần bán. Nhân viên đã được tập huấn nên việc xuất hóa đơn điện tử thao tác diễn ra nhanh chóng, tiện lợi, không gây tình trạng ùn tắc tại cửa hàng. Cửa hàng chúng tôi đã thực hiện theo nghị định 123 của Chính phủ từ ngày 15 tháng 6 là xuất hóa đơn theo từng lần bán hàng theo yêu cầu của khách hàng. Xuất hóa đơn khoảng 30 giây đến 1 phút, không tốn nhiều thời gian đâu. Tương tự, tại cửa hàng xăng 97, công ty xăng dầu Hưng Yên, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên, việc xuất hóa đơn sau mỗi lần bán đã được triển khai từ lâu. Xuất hóa đơn sau mỗi lần bán sẽ đảm bảo tính công khai, minh bạch. Khi mình bơm xong ấy thì là cái lốc bơm nó vào đến máy tính rồi thì mình sẽ phát hành, nó sẽ rất nhanh chứ không như ngày trước. Những ngày trước mình phải đánh số tiền, nhưng bây giờ là nó sẽ ăn luôn vào máy rồi, mình chỉ việc in ra cho khách. Cột bơm của mình nó hiện bao nhiêu thì nó sẽ ăn luôn vào hóa đơn ấy, là sẽ tính rất minh bạch và công khai, không có gian lận ở trong cái quá trình phát hành hóa đơn này. Qua khảo sát của phóng viên, hiện nay còn nhiều cửa hàng bán lẻ xăng dầu chưa thực hiện lập hóa đơn điện tử theo từng lần bán hoặc triển khai chưa đồng bộ. Việc lập hóa đơn điện tử theo từng lần bán là cần thiết, mang lại lợi ích, trách nhiệm, hiệu quả cho doanh nghiệp và người tiêu dùng. Tuy nhiên, hầu hết người dân mua xăng, nhất là với xe máy, đều chưa quan tâm hóa đơn bán lẻ và không yêu cầu xuất hóa đơn. Thậm chí, họ cũng không biết lấy hóa đơn để làm gì. Tôi mua xăng thì tôi không bao giờ lấy hóa đơn điện tử. Tại sao mình không lấy ạ? Vì mình không cần thiết ạ. Chỉ biết đi là thiếu hết xăng là đổ thôi. Tôi đi làm cho công ty ấy, thì công ty nó đòi hỏi là phải có hóa đơn đổ xăng dầu thì chúng tôi mới lấy. Người dân bình thường thì chắc là họ cũng không lấy, vì họ cũng không nghĩ là cái hóa đơn ấy mình về để làm gì. Thời gian tới, ngành thuế sẽ tăng cường phối hợp giữa cơ quan ban ngành địa phương trong việc rà soát, xử lý vi phạm đối với cơ sở kinh doanh không xuất hóa đơn kịp thời cho người mua. Là đơn vị đầu mối bảo đảm cung cấp khoảng 50% thị phần các mặt hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, công ty xăng dầu Hưng Yên đã triển khai Nghị định 123 của Chính phủ như thế nào? Ngay sau đây, mời quý vị cùng theo dõi cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với ông Trần Tấn Đại, Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty xăng dầu Hưng Yên để cùng tìm hiểu về vấn đề này. Xin chào ông Trần Tấn Đại ạ, cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và câu hỏi đầu tiên xin được dành cho ông. Thưa ông, công ty xăng dầu Hưng Yên thực hiện xuất hóa đơn điện tử sau mỗi lần bán hàng thì các cửa hàng của mình có gặp những cái khó khăn trở ngại gì không ạ? Đối với công ty xăng dầu Hưng Yên, chúng tôi tất cả các cửa hàng thực hiện cái việc phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng từ ngày 15 tháng 6 năm 2023 và từ mùng 1 tháng 7 năm 2023 thì trên 2.700 cửa hàng trong toàn hệ thống của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam cũng đã thực hiện cái việc phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng.
Công ty xăng dầu Hưng Yên chúng tôi việc thực hiện phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng hoàn toàn không có vấn đề gì khó khăn, do được tập đoàn xăng dầu Việt Nam đầu tư cơ sở vật chất một cách đồng bộ trong toàn hệ thống các cửa hàng xăng dầu trực thuộc của tập đoàn xăng dầu Việt Nam. Đồng thời tất cả cán bộ công nhân viên cũng như các bộ phận quản lý ở tại các cửa hàng cũng như văn phòng trên toàn hệ thống đã được đào tạo quản lý hóa đơn điện tử và phát hành hóa đơn theo từng lần bán hàng một cách bài bản và mọi dữ liệu được chuẩn xác. Vâng thưa ông, nếu mua xăng chỉ với 10.000, 20.000 mà cũng cần lấy hóa đơn điện tử thì như vậy có gây ra lãng phí không ạ? Tôi cho rằng điều đó cũng không phải là lãng phí. Người tiêu dùng có nhu cầu thực sự thì chúng tôi vẫn phát hành hóa đơn để họ thực hiện cái việc mà thanh toán theo đúng quy định của pháp luật. Còn trường hợp khách hàng mà không có nhu cầu lấy hóa đơn điện tử sau một lần mua 10, 20.000 thì đối với chúng tôi toàn bộ cái dữ liệu đó đều được chuyển về cục thuế để khai báo dữ liệu theo quy định của hóa đơn điện tử. Toàn bộ công ty xăng dầu Hưng Yên chúng tôi có 34 cửa hàng xăng dầu và cái lượng phát hành hóa đơn của chúng tôi là rất lớn, nhưng một tháng thì cũng chưa đến 10 triệu đồng cho 34 cửa hàng xăng dầu này. Và như vậy thì đối với một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu hoặc cụ thể một cửa hàng kinh doanh xăng dầu thì chi phí phát hành hóa đơn điện tử cho một lần bán hàng nó không phải là nhiều. Còn lại đối với hệ thống về cơ sở vật chất thì cái việc đầu tư cơ sở vật chất đó đối với một cột bơm thì từ 30 đến 40 triệu và một hệ thống phần mềm quản lý chung khoảng tầm trên 100 triệu thì đối với một cái dự án đầu tư một cửa hàng xăng dầu hoặc nâng cấp của một cái cửa hàng xăng dầu thì tôi cho rằng điều đó không phải là lớn. Nếu mua lẻ xăng và ai cũng đòi xuất hóa đơn điện tử thì như vậy có gây ra tình trạng ùn tắc tại các cửa hàng xăng dầu không ạ? Chúng tôi cho rằng cái việc đó hoàn toàn không có thể làm tắc nghẽn cái việc khách hàng có nhu cầu mua nhỏ lẻ để lấy hóa đơn, bởi vì là việc tác nghiệp để phát hành một cái hóa đơn nó rất đơn giản, không đáng bao nhiêu thời gian cho một cái nhân viên bán hàng. Người tiêu dùng Việt Nam nói chung nếu như họ không phải là doanh nghiệp mà chỉ là những người dân bình thường thì họ không muốn lấy hóa đơn cho mất thời gian. Nhưng điều đó nó cũng không phải là đã hẳn đã tốt, bởi vì đó là quyền lợi của người tiêu dùng. Và khi họ nhận được những hóa đơn đã đó, có thể chứng minh được một cách minh bạch cái số lượng rồi cái giá trị mua của người khách hàng đó được phản ánh được một cách minh bạch, rõ ràng. Vâng thưa ông, vậy thì để thực hiện tốt cái nghị định 123 của chính phủ thì công ty xăng dầu Hưng Yên sẽ có những kiến nghị gì ạ? Đối với công ty xăng dầu Hưng Yên cũng như các đơn vị trực thuộc tập đoàn xăng dầu Việt Nam thì việc phát hành hóa đơn điện tử theo lớp hàng là cái đơn vị đầu tiên và chúng tôi cũng có đầy đủ kinh nghiệm để chia sẻ với các doanh nghiệp khác khi thực hiện cái việc phát hành hóa đơn từng lần mua hàng đối với các cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Là đối với các thương nhân nhượng quyền của Petronomex thì các đơn vị trực thuộc sẽ tiếp xúc và hỗ trợ tư vấn cho khách hàng để triển khai cái việc phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng. Các doanh nghiệp chưa phải là khách hàng của công ty, chúng tôi cũng có thể là hợp tác để chia sẻ các kinh nghiệm, tư vấn, cung cấp cái hệ thống phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng. Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi ngày hôm nay ạ. Tới đây, tạp chí Kinh tế Phú Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại. Cảm ơn sự đồng hành của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Hưng Yên, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hưng Yên, Công ty Bảo Việt Hưng Yên, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.